Thank you.
Ba mê là một đề tài tương đối lớn ở trong số tác phẩm của anh Nguyễn Viết Thắng. Nhưng trong cái dòng nhạc của anh, tôi thích nhất một cái bài, cái dòng nhạc trước năm 75, thì tôi thích nhất cái bài Nước Học Trò Trở Về. Nó gợi lại cho tôi một cái bài học giáo dục thời tiểu học. Người học trò thành đạt trở về, kính trọng chào thầy: "Thưa thầy, con là Cạc Nô." Bài nhạc mở đầu thật là ấn khởi. Nhìn diều đang lên cao, nghe tiếng sóng chút reo. Rồi tiếp nhạc lại, lên cao hơn. Nhìn về chuyện xưa, tìm bóng trở về. Sau đó lại kể lại với thầy: "Hôm xưa con ra đi, mà mình với đời." Để rồi lắng đọng và thật kính trọng: "Chào thầy, con đã về." Thầy cười vui à thế. Đây là một bài hát biểu hiện hoàn toàn chủ trương của du ca. Học là bài tương thân, con đến đám đông. Học là người công dân, con đến trong tim người. Ai hát cũng sẽ không hay bằng chính tác giả. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Quyết Thắng và người bạn đời của anh, chị Minh Chiến, gửi tới chúng ta nhạc phẩm này. Và sau đó là một nhạc phẩm khác, Bạn Bè Chiều Muộn Bạn Bè.